Tại hội nghị đánh giá kế hoạch ngăn ngừa bệnh tả diễn ra tại Abuja, Giám đốc NCDC Ifideyo Adetifa nêu rõ những ca nghi mắc tập trung tại 13 bang của nước này. Ông Adetifa nhấn mạnh NCDC đã thực hiện các biện pháp nhằm tăng cường công tác phòng ngừa, kiểm soát và quản lý các đợt bùng phát dịch tả tại nước này, bao gồm đầu tư vào cơ sở hạ tầng nước sạch và vệ sinh, thúc đẩy thực hành vệ sinh, mở rộng việc tiếp cận vaccine và liệu pháp điều trị, đồng thời tiến hành giám sát và theo dõi các đợt bùng phát dịch bệnh. Ở Nigeria, bệnh tả là bệnh lưu hành theo mùa, xảy ra hàng năm, chủ yếu vào mùa mưa và thường ở những khu vực có điều kiện vệ sinh không đảm bảo. Bệnh lây lan qua đường tiêu hóa khi người bệnh ăn, uống phải thực phẩm hoặc nước nhiễm khuẩn. Bệnh này thường gây ra các triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng.